Tương Dương là nhắn cho vợ em Tương Dương là tình cảm vợ chồng mình sâu lắm, vợ ở nhà chung thủy chờ chồng. Hẹn em kiếp sau, kiếp này thôi tìm đến nhau. Mây về với nắng của trời, em về vui với ai kia. Hẹn em kiếp sau, sẽ không để làm mất nhau. Nắm tay đi tới cuối. Nhắn cho